Không phải con, đấm đấy không ăn. Chào các bạn, hôm nay thì đây là ngày thứ 7. Nay là mười mấy ta con, mười mấy tháng 6 ta? Dạ, 11 à? 11, 13. 13 tháng 6, à thứ 7. Thì ngày nghỉ, thì hai ba con mình với lại cô Bo. Hai ba con đi lên trên rừng thông. Rừng thông để tìm nấm thông để ăn. Đó. Thì nãy giờ cô Bo cũng tìm được mấy cây rồi, mình cũng tìm được mấy cây. Thì hôm nay mình đưa cháu đi để mà thứ nhất là đi leo núi này, rồi cho cháu trải nghiệm cách phân biệt nấm, đi cũng là tăng cường rèn luyện sức khỏe. Đó. Thì hai ba con đi mục đích thì cũng không phải là hái nấm là gì, không quan trọng lắm. Mà đi trải nghiệm, đi con ơi, đi dọc dọc. À đó đó đấy con, nó đấy nhưng mà nó còn nhỏ. Đúng cái đây đúng rồi đấy. Hai cái cây mà giống cái cây hồi nãy ấy. Đây là cây nấm kaki này, nhưng nó còn nhỏ thôi để dành mai nó lớn con. Ha. Ok. Ai, bỏ đi... che lại. Không. Cho người ta khỏi thấy. Không cần đâu, mai nó tự. Đúng nó rồi đó. Đó. Vừa rồi cô Bo tìm được hai cây nấm kaki vàng. Đấy, nhưng mà nó còn nhỏ. Cô Bo lấy cỏ che để mai để nó lớn lên để hái. Đó. Nó sẽ đùn lên con ạ. À. Rồi, ok, đi, let's go. Rồi, rất kín đáo, che không ai thấy gì luôn. Đây nhá, đây nhá. Cây này lớn à, cây này lớn này. Lấy cỏ che vậy luôn. Thôi, ừ, lấy cỏ che đi. Mai à. Hai cây nhớ vị trí này. À, cái kia bảng lên đây, gần cây thân này. Ừ, mà khoan. Ok con. Đăng lại như vậy có sao không? Mình đăng xong sau mà. Tại vì... Ok. Rồi, nên đi tiếp đi con. Đi chung đi. Đây là cây nấm tràm. Cây nấm này ăn cũng được nhưng mà không ngon. Ăn nó hơi đắng đắng. Thôi, chúng tôi không có hái. Rồi để nguyên như vậy đi. Nó đắng nhưng nó tốt không? Nó cũng có tốt cho sức khỏe nhưng mà nó hơi đắng. À đi lên đây. Mình hy vọng sẽ tìm thấy một cây nấm kaki siêu to, siêu khổng lồ để chỉ cho cô Bo. Đấy, trên này thì hôm trước mình đi ấy, có nhiều cây rất là to. Nhưng mà đây hình như này có ai đi rồi ta. Bây giờ hai ba con đi cũng hơi trễ. Thì có thể là sẽ có nhiều người họ đi rồi. Nhưng không quan trọng, mình cứ đi đi. Còn sót lại thì mình nhớ. Cái gì đấy? Nấm tràm ấy con. Lọ cái tràm. Ừ. Nấm tràm nhiều cực. Không. Đó, đây này đầy đi con. Rất tiếc. Con này ba rất tốt, con rất tiếc là sao? Nấm gì nhìn lạ lắm nè. Đâu? Nè. Ừ, mấy cái đấy không lấy được con. Đi con ơi. Trên kia cũng... À, cầm sắt để bỏ cái nấp hả? Không cần nữa con. Wow! Hai cây nấm gan bò. Đâu một đâu? Cây rất lớn, một cây rất nhỏ. Đâu? Cái này hả? Ừ. Bự đó. Ok, ra con dám một cây đấy. Đây cây nhỏ này, cây nhỏ chứ lớn. Cái gì vậy? Cắt đi. Tự nhiên, cắt đi, cắt đi. Tự nhiên gọi cho ai thì nãy giờ kêu rồi. Cái gì hả? Đó, được rồi con, không sao đâu, con cho bịch đi. Nó bắt đầu xanh nè. Ừ, đúng rồi. Nó rất tiếc, không phải nấm độc. Không phải, nấm mình nấm gan bò ngoan. Đâu, cây nữa, cây nhỏ đâu rồi. Cây nhỏ nhất hơn. À, thôi, thôi, được rồi con, cầm lấy cái dao đây. Cái này lại. Chà chí.
Là mổ đó. Đi tiếp coi. Nó cấn máy gọi cho người ta. Ủa cái nãy bà nhìn thấy đâu đâu nè. Gì thế? Nhiễm thế. Nhưng không sao. Ủa cái gì vậy ta? Đây. Cái cây gì nè? Ăn được không? Cây đấy không, cây đấy ấy được không? Đi đi. Đây con ơi. Này, bây giờ thế này, từ từ. Có tắt này đi nhá. Ê, ở đây có cây nắng gì nè? Đâu? Cây khè nè. Con khè hả? Ô, cây nấm kaki. Giỏi lắm, bò tìm thấy rồi. To quá. Con cắt đi, cắt đi, cắt sâu sâu xuống. Rồi vậy được, ok. Đúng rồi, trời ơi. To chưa? Kia kia đằng sau, đằng sau mình con, đằng sau mình con, đằng sau mình con. Cắt như rồi nữa. Cây này cũng ngon này, cây này còn non này, cắt ngon, cắt như rồi đi. Cụ bò này trúng bánh rồi, này đi cụ bò hên quá. Đó, con cắt đi con. Đó, con 1.000 lucky, 30 lucky. Đó, lucky. Lucky là may mắn hả? Này con. Cho đây, đừng có nấu vậy kệ đó đi. Đừng có nấu kiểu đó. Để tí rồi rửa. Con cắt để góc luôn. Wow, trúng bánh rồi. À, đã quá. Hai cái siêu to nữa. Thôi con, cái nhỏ để lại đi con. Wow. Trên này có mấy cây nấm tràm siêu to con ơi. Ô. Oh, cái cây này giống nấm trứng như nãy nhưng không phải. Nhưng độc đấy, Không được. Này con thấy nó to chưa này? Cái gì đấy? Nấm tràm hả? Nấm tràm. Ui con ơi. Hai. Sa tăng này. Hả? Kia nữa, bên kia nữa. Trúng bánh kìa, hai bà con trúng bánh. Này, đây, đây, cắt. Ui, nấm gan bò. Ừ, nấm gan bò, cắt đi. Nó đã không trúng. Cắt đi, cắt. Này không thì cầm đi ba cắt thôi. Này, này. Nó đang quay đấy, con xem này. Đó, gan bò nè, to chưa? Này hai con trúng bánh rồi. Wow. Đấy để vào. Trúng bánh. Ô, nhiều chưa? Bên này đấy. Đây bên này mấy cây này nó chưa to khổng lồ nữa này. Nhưng mà nó bị hư rồi. Nó già đó. Ô, to chưa? Hai con cứng nè. Không có hư. Chưa. Đăng kia. Wow, nó to chưa? À, trước mặt ba nữa. Ui dồi ôi. To thế. Bự không rồi. Quay được. Cảnh rừng thông. Chưa rồi, quay cảnh rừng thông. Qua về vấn đề chính. Ngon rồi, quay đây. Vấn đề chính kìa. Wow, chưa to chứ khổng lồ luôn. Chúng máy nhờ. Đi bên này nhiều đấy. Ủa sao kỳ vậy? Là sao? Nó vậy nó tiết kiệm con. Đây nữa con. Đó. Hai cây luôn. Nhưng mà nhỏ. Đó, để... 4 cây luôn. 5 cây luôn. 5. Ủa hai cây nhỏ nhỏ kia để lại đi. Đây này 1 này, 2 này. 3 này, 4 này. Cầm cho con nó đi. Từ từ con, làm gì? Đưa con ra. Đây, đưa con. Che hả? Lại chia lại lần nữa. Thôi không cần đâu con. Nhiều mà. Vậy thôi. Nhiều quá con ha. Rồi đi. Để vậy đi. Chứ như giấu không báo. Cái nấm gì bự vậy? Cái nấm tràm con, cái đấy không. Lại là tràm. Giấu kho báu hả? Giấu kho báu cho người. Tăng tính thử thách cho người đi tìm. Đúng rồi. Tăng tính thử thách cho người đi tìm. Thôi không con. Lại tràm nữa. Thế đấy là non nước ngọt. Ủa, non nước ngọt hả? Đừng con. Tại sao lại là non nước ngọt chứ? Nhìn vàng vàng từ xa cứ tưởng vỡ.
đi con đây. Thôi. Cẩn thận cái răng. Đó, mấy cái nấm này không ăn được. Trời ơi, cái này đưa rừng này mẹ đi tốt. Mẹ không đi. Thôi, mẹ nhà nhiều việc. Hai bà con mình trúng bánh rồi. Hả? Thôi, chặt đi. Mấy cây này không không phải đâu. Giống hết nhưng mà không phải. Chặt đi. Ô, 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 kìa đám. Cái gì đây? Nó nè. Hai đi coi. Còn ai nữa? Ba cây luôn. Còn ai vào đây? Bốn cây nữa. Trời ơi, nhiều lắm. Chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. Hái đi, hái đi. Thôi bảo không thì con quay và hái đi. Đây là một nữa. Thôi con hái đi, con làm. Hái nó cái đó đi, và hái cái cây này. Con sẽ làm một cái đó. Đây cây nấm thông này. Ở bên này có cây nấm tràm đấy luôn. À, không phải cây này, không phải. Ơi. Nó sao, nó to quá hả? Sao rợn rợn là sao? Nó mềm quá gì? Hay nó to quá? Đâu, cái này cứng mà. Không, cứng quá nó có rợn rợn. Cái gì đâu? Rồi. Cái gốc này ngon rồi. Đâu về đâu? Đó. Con cắt cái đi, con cái đuôi này đi. Cái này ăn được hả? Cái này nấm gì? Nó đất, nó dơ. Này nấm gì vậy? Cái này là nấm kaki vàng. Nó cái này còn ăn được. Thôi. Bên này con, bên này. Okay. Thấy chưa? Cắt đi. Cái này nhỏ. Cắt sâu sâu xuống dưới. Rồi. Rồi bên kia có một cây nấm thông nữa kìa. À, cho đi. Cắt cắt cái đất đi. Được rồi. Rồi đẹp quá, ngon rồi. Cái kìa, con thấy bên này nè. Đất nhà giang đấy hả? Không, cái kia trước mặt kìa. Dạ. Thấy chưa? Đây hả? Ừ. Nó hả? Ừ. Đó, hái đi. Cắt đi. Thật ra cái này phải nhổ đúng không? Cắt đi, ừ nhổ cũng được. Thôi cắt được. Chị con. Rồi bẻ đi, nhanh lên. Ừ vậy, đó. Cắt cái đất bên kia này. Cho đây, bỏ đi. Cái củ đi bỏ, đây này. Thôi thôi, cái củ đi không ngon. À thôi, cây này già này, mềm chứ ta. Còn cứng này. Cây nấm hương. Nấm hương, nấm màu hương. Xe máy của chúng tôi vẫn còn kia. Chúng tôi để xe máy tận dưới kia. Đi vòng vòng làm sao phải trong tầm mắt nhìn. Thực ra thì Đà Lạt thì cũng không đến nỗi. Nhất là trong này nữa, con đừng làm vậy con. Đâu, không phải con. Ừ, còn rộng lắm. Đây con ơi. Dạ. Đây. Này cũng hơi già rồi. Con nên hái không? Này, cắt đi. Đúng rồi. Đấy, một phát một rồi. One hit con kêu. Ơ đứng cái nào vậy con? Thôi cái này bỏ đi. Sao bỏ vậy? Già rồi. Già rồi về nó nụn lắm. Sao cũng rứt nó ra để nó không tiếp đi. Không, nó cũng chết rồi. Nó già nó sẽ mục rồi. Nó là cây to hơn mà nó không nhờ. To nhỏ là một phạm trù khác. Già là một phạm trù khác. Kia, đây này con ơi. À. Hái tới nuôi vẫn còn đây này. À, cây này nó bị hơi sâu sâu quá hái ta. Để xem nó còn cứng không. Sâu rồi. Wow.
đi lên trên này đi, đi sau lưng làm gì. Đây này, mới đi có chút xíu mỏi chân, sinh ba luôn. Ui, cắt, không phải sinh đôi nữa. Ui, chưa được. Ui, cái gì vậy? Cắt. Trời ơi, nó nhiều. Sinh ba luôn. Anh em sinh ba. Sinh ba, ba cây luôn. Giờ không có cắt nhau dao rồi ba. Cỏ lau là một cái loại tên của một loại cỏ. Kia cũng có một cây nấm vàng vàng kìa, nấm vàng. Vàng hươm nhưng không phải. Nấm trứng ở bên này không có cơ. Chỗ, chỗ này hình như hồi nãy mình đi rồi ra một cái. Từ từ chưa tới. Ra ấy thì vẫn còn rộng mênh mông, bọn mình chỉ đi một phần thôi, tại vì Cú Bo nãy đi lần đầu chưa quen, cũng hơi mệt cho nên là thôi, bọn mình hái vậy thôi. Coi như là ngày đầu tiên đưa cháu đi trải nghiệm hái nấm thông ở trên rừng thông Đà Lạt, chân núi Hòn Bồ, như thế này cũng thành công rồi. Con ơi, đây nó có cái cây nấm gì nó đỏ chót này, một cười nữa. Con thú mà biết hết các bạn lắm. Đấy, đấy, đỏ xíu mà đỏ chót thôi, để ra sống nó đi. À, lần đầu tiên đi hái nấm với ba, con cảm thấy thế nào? Vui. Ừ, con có thích không? Thích. Ừ. Leo núi con có thấy mệt không? Thôi. Nó nói rất gừng vậy. Cẩn thận cái dao, bỏ đây, đưa cho ba. Đi, bỏ đây, bỏ đây. Thôi đưa đây. Nhưng mà bây giờ đi xuống nó dốc, đưa đây. Tùy lúc. Đưa đằng ngoài nít cái. Này vào hết video rồi. Bên ngược rồi. Ngược cái dao rồi con. Hay gì nữa, nó cũng bắp hết. Đúng rồi, đó vậy, cái cùi nó ngon lắm mà, nó cần cứng là được. Rồi đi. Wow. Nhiều quá ha. Lắm. Đây, 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 con này, con này, con này. Đâu đâu con? Không phải. Nhầm, nhầm, nhầm. Nhầm, nhầm. Nhọt sang trồng trọt. Nấm gì bự nha, nấm chàm nữa hả? Ờ, nấm chàm thôi. Nấm chàm bự chết. Mà nó lại nhiều thế. Ôi, dân trâu họ đi hái kìa, mấy bạn kia đi dân bò đi hái kìa. Hay nó đi chơi thôi, nó đi chơi thôi. Nó không hái đâu. Chắc không hái đâu. Nó không hái. Không muốn hái được. Có chai bị chặt rồi. Nó có bịch đâu, có bịch kìa. Cái cây này bị chặt rồi. Làm sao? Nó hư rồi, có kệ nó đi. Dưới này có một cây con này. Ủa, công ty ba kìa. Đúng rồi. Con nhìn thấy hả? À, cây kia nó hư rồi. Không, không. Quá quen thuộc mà. Nó cũ rồi. Còn cây ba vừa dặm lên thì sao? Nó đi. Đây này, cây này này. Bẻ lên luôn rồi cắt. Bẻ hẳn lên. Cầm, ơi, cả cái kia nữa. Rút cái này luôn rồi. Ừ. Rồi cắt. À, thôi bỏ cái đấy đi, bị sao rồi. Bỏ đi. Lấy cái ngon ngoại. Rồi sao đây? Đi. Con chứng minh rồi nhà con cắt được nấm rồi nha. Ừ. Mấy đứa hái nấm à? Đi chăn bò. Đi chăn bò hả? Đi chăn bò. Bò đâu? Bò lại nó chạy xuống rồi. Hái cái gì kìa? Bánh mì. À, bánh mì à, tưởng hái nấm. Đi. Đây. À thế hả, không rảnh à? Bò đâu rồi? Đây này con này. Nấm sữa này chưa có.
Ê, có nhiều nó có nhiều kiến quá. Đi, đi 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 lên đây ơi, đi con đây thôi. Ủa, ở đây là cũng có vấn đề không ạ? Có chứ. Mãi mới gặp mà mày lại gặp có mấy người duyên hay lắm. Đi được quá. Đi dòng nơi đây xong rồi dòng lại xe là nhiều rồi, không mình nhiều rồi. Cái chỗ này hình như hồi nãy mình đi lên là sao hả? Chào các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên bấm like, chia sẻ và bấm theo dõi kênh của mình để đón xem các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.